Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Salon ô tô Topka. Và hôm nay em lại tiếp tục cập nhật báo giá những mẫu xe tại bên nhà em đang có. Và chiếc đầu tiên để gửi tới cho anh chị và nhà mình đó chính là một chiếc Santa Fe bản full máy dầu. Chiếc này của em là model mới 2022 với giao diện mới hoàn toàn. Chiếc này của em thì là bản full nên được trang bị rất là nhiều cái tính năng an toàn chủ động cho anh chị, cũng như là về cái động cơ và hộp số cũng đã được sử dụng động cơ và cái hộp số thế hệ mới anh chị nhá. Đã sử dụng cái máy Smart Trim và động cơ là hộp số 8 cấp thế hệ mới nên là chạy rất là mượt mà và êm ái, khỏe và rất là tiết kiệm anh chị ạ. Kiểu dáng của chiếc xe này thì rất là đẹp nhá. Và cái tầm giá bây giờ để sở hữu chiếc xe này cũng rất là hợp lý. Chỉ loanh quanh tầm khoảng 1 tỷ 1 là anh chị mình đã sở hữu ngay được một chiếc Santa Fe máy dầu bản full model 2022 rồi. Về chất lượng của chiếc xe thì còn rất là mới. Xe thì bên em bao check test mọi nơi cho anh chị đấy. Riêng về nội thất ở phía trong của Hyundai Santa Fe thì rất là sang trọng nhá, với hai màu phối màu nâu và màu đen rất là đẹp. Cũng được trang bị đầy đủ các chức năng cho anh chị như là hắt kính này, cam 360 này, cảnh báo vượt này, cũng như là những cái tính năng an toàn chủ động. Tiếp theo thì em lại gửi tới cho anh chị đó chính là một chiếc Mazda CX-5 thế hệ mới 2024. Đấy. Chiếc này của em là phiên bản Brand New Exclusive, là phiên bản tùy chọn cao cấp nhất của Mazda CX-5 dành cho phiên bản động cơ 2.0. Với cái mã này thì anh chị có thấy đó chính là chúng ta được thay đổi hoàn toàn về giao diện ở phía ngoài, từ hệ thống đèn này cho tới hệ thống la răng này, cho tới những cái phần sơn ở những cái phần vè quanh body của chiếc xe, người ta đã làm một cái tông màu đồng đều với nhau. Nhìn cái phần thân của chiếc xe nhìn nó rất là liền, rất là đẹp anh chị nhá. Đèn sau cũng đã được tinh chỉnh lại hoàn toàn cho anh chị. Tiếp theo là về những cái mới ở trong nội thất của chiếc xe này, là phiên bản Exclusive thì sẽ sử dụng cho anh chị là ghế da Nappa màu nâu. Đấy, nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái phiên bản còn lại là sử dụng ghế da màu đen. Đấy. Chiếc này của em thì mới chạy siêu lướt, mới có hơn 8.000 km thôi, nên là chất lượng của chiếc xe là mới cực kỳ đẹp, còn thơm nguyên mùi mới anh chị ạ. Đấy. Tiếp theo là về những cái nâng cấp ở trong chiếc xe này thì được nâng cấp cho anh chị hoàn toàn về hệ thống an toàn chủ động nhá. Chúng ta sẽ có phanh khoảng cách này, hỗ trợ lái tự động này, hay là cảnh báo va chạm phía trước này. Đấy. Cam 360 cũng đã được nâng cấp dành cho cái phiên bản thế hệ mới này rồi. Cũng như là cái phần trần của nó sử dụng màu đen nhìn rất là sang trọng và sạch sẽ. Tiếp theo thì em lại có một cái sản phẩm mà loanh quanh khoảng tầm ngoài 500 triệu một chút. Đấy, dành cho anh chị mình thích một chiếc xe 7 chỗ này, gầm cao này, lại còn xe nhập khẩu anh chị nhá, một chiếc Suzuki XL7 màu trắng rất là đẹp. Chiếc xe này thì bây giờ với cái khuôn tiền chỉ khoảng ngoài 500 một chút thôi là anh chị mình đã sở hữu ngay được một chiếc xe sử dụng rất là ok, rộng rãi, tiết kiệm. Được cái là một chiếc xe nhập khẩu. Đấy. Kiểu dáng cũng rất là đẹp anh chị nhá. Đây là cái mẫu xe mà cạnh tranh trực tiếp với cả Mitsubishi Xpander. Đấy. Về nội thất ở phía trong thì thực ra là với cái tầm tiền này thì nó cũng rất là đơn giản, dễ dùng. Cũng được trang bị đầy đủ cho anh chị những cái phần cửa gió ở trên trần xe này, hay là có cả điều hòa auto. Đấy. Chiếc này thì sẽ sử dụng cái vô lăng D-cut anh chị nhé, nhìn rất là thể thao. Cũng như là cái màn hình của chiếc xe sẽ sử dụng một cái màn hình cỡ lớn. Đấy. Một chiếc xe nói chung là thực dụng, tầm tiền rất là hợp lý, chỉ ngoài 500 một chút thôi. Kiểu dáng cũng rất là đẹp, đèn trước sau thì đèn full LED anh chị nhé. Riêng chiếc xe này thì về chất lượng thì bên em bao check test mọi nơi cho anh chị. Đấy. Rất là đẹp. Tiếp theo thì em có tiếp một cái sản phẩm sedan cỡ C, trong cái tầm tiền bây giờ khoảng loanh quanh 6-5 triệu anh chị nhé. Một chiếc Kia K3 phiên bản 2.0 Brand New, là phiên bản tùy chọn cao cấp của Kia K3. Chiếc này của em thì 2022 nhưng mà lăn bánh có hơn 8.000 km thôi. Đấy, rất là mới anh chị nhé, còn thơm nguyên mùi mới và còn nhiều ni lông còn chưa bóc hết, rất là đẹp. Mang cái nước sơn màu đỏ, nhưng mà đỏ của mẫu mới này nhìn rất là trẻ trung, nhìn nó tươi tắn hơn so với cả màu đỏ của thế hệ cũ là Cerato. Với cái mẫu mới này thì anh chị có thể thấy người ta đã thay đổi hoàn toàn những cái giao diện như là hệ thống đèn trước này, phần ca lăng này, hay là phần la răng, cũng như là nội thất người ta cũng sẽ có một chút tinh chỉnh để mang tới những cái trải nghiệm nó mới mẻ cũng như là hiện đại hơn. Đấy, rất là đẹp anh chị nhá. Với một chiếc Kia K3 2.0 này thì như em đánh giá vận hành nó sẽ thoáng xe hơn so với cả phiên bản 1.6, tầm tiền bây giờ quanh quanh khoảng 600. Santa Fe thì hiện tại nhà em cũng rất là nhiều. Đấy, máy xăng, máy dầu có hết. Thì phía trước anh chị đây là một chiếc máy xăng bản full màu đen 2022. Tầm tiền bây giờ khoảng loanh quanh 1 tỷ 1 anh chị nhá. Hay là nếu anh chị nào mình cần một chiếc Santa Fe máy dầu bản full đời 2022 thì em có một chiếc màu trắng đây, thì tầm tài chính bây giờ
dưới 1 tỷ 2 anh chị nhá, là mình đã sở hữu rồi. Đợt này giá xe rất là tốt, nếu mà anh chị mình có nhu cầu quan tâm có thể liên hệ trực tiếp để có một cái giá tốt nhất. Đây là những cái mã sản phẩm chiến lược bên nhà em, Kia Carnival hay là Santa Fe. Thì chiếc Carnival này thì hiện tại bên nhà em cũng đã có nhận cọc rồi. Và hiện tại bên nhà em cũng đang cần nhập rất là nhiều những mã sản phẩm ô tô lướt đã qua sử dụng trên thị trường. Nếu mà anh chị mình có nhu cầu nâng đời hoặc có nhu cầu đổi các xe có thể liên hệ trực tiếp để bên em hỗ trợ. Phía trong này đây thì em còn một cái sản phẩm, đó chính là Santa Fe máy dầu 2022 nhé. Là cái model mới Santa Fe đấy, rất là đẹp anh chị ạ. Santa Fe nhà em hiện tại lúc nào cũng sẵn tầm khoảng 4-5 chiếc, tầm tài chính bây giờ cũng loanh quanh 1 tỷ 1 cho anh chị đấy. Giá đợt này đang rất tốt nhé, anh chị có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp. Và em có thêm một cái sản phẩm, đó chính là sedan cỡ C, một chiếc Mazda 3 2019 màu xanh Kawasaki. Bây giờ cái tầm tài chính rất hợp lý, khoảng tầm dưới 500 triệu anh chị nhá, là chúng ta đã sở hữu ngay được một chiếc Mazda 3 đây rồi. Mazda 3 vẫn luôn là một cái sản phẩm sedan cỡ C mà rất nhiều anh chị mình yêu thích, kiểu dáng của nó quá là đẹp, hiện đại. Và hiện tại thì bên nhà em cũng đang về rất là nhiều mẫu xe. Quý anh chị mình đang có nhu cầu nâng đời hoặc là đang có nhu cầu tìm kiếm những cái mẫu xe như thế nào thì có thể liên hệ trực tiếp để bên em hỗ trợ. Xe thì bên em bán ra thì đều cam kết cho anh chị cả nhà mình là xe không đâm đụng, không ngập nước, giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ, bao check test mọi nơi, có hỗ trợ ngân hàng. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi.